Đây là cái vết những cái vết này là do cái con bọ bọ xích, tức là con bọ xích ở ở ngoài ruộng á. Mùa mưa thì nó hay bay vô trong trong đèn trong nhà, và khi mà nó đáp vô trong cái cơ thể, nó đáp lên người mình á, thì nó sẽ xịt ra cái nước đấy. Hoặc là người ta thường trong dân gian thì nói nó đái lên, nó con bọ xích nó đái lên á, thì nó sẽ lan ra những cái vết bỏng da rát, nó sẽ nổi nổi mủ lên đó, nó từng vết nó sẽ lan dần ra. Thì còn bên các nhà khoa học người ta còn nói đó là cái loại vi khuẩn ăn thịt, còn trong dân gian thì nói con bọ xích nó đái lên là nó bị phỏng như vậy. Thì cái cách trị thì nó có nhiều cách, đương nhiên là cái cách này là áp dụng vô nó tương đối dễ. Thì lưu ý là nó sẽ ở khi bước đầu nó mới vừa đái vô á, thì mình nghe rát lên và nghe cái mùi hôi của con bọ xích á, thì mình phải lấy cái nước lạnh, nước sạch sinh hoạt bình thường á, mình rửa đi, mình rửa sạch thì nó sẽ không có bị bỏng da, nó không có bị những cái vết như vậy. Hoặc là mình lấy nước nước đá, cục đá mình chà lên, thì nó lúc nó vừa vừa đáp vô vừa đái lên á, vừa xịt cái nước lên cái cơ thể mình á, là mình nghe rát liền, là nóng rát hôi là mình lo mình đi rửa thì nó sẽ không bị. Còn nếu như mà mình không phát hiện ra đó, hoặc là trẻ em không biết đó, thì nó sẽ để lại những cái vết bỏng trên da nhỏ nhỏ như vậy, đốm đốm như vậy nha, nó sẽ lan đi và nó sẽ có mủ trắng trắng nha. Thì khi đó là mình dùng cái nước nóng. Thì ở đây là cái cách trị mà đơn giản thôi, là trong dân gian người ta cũng hay xài, và chỗ tôi thì cũng chia sẻ để cho mọi người là biết về cái căn bản để mình có thể trị cái vết bỏng do cái con bọ xích nó đái lên cái cơ thể mình, nó bị lan ra nha. Thì mình cái khăn giấy ướt thôi, mình chỉ nhúng vô nước, mình cái khăn sạch mình nhúng nước lạnh, mình rửa sơ nó đi. Rồi mình lấy cái ca inox nha, hay là những cái vật dụng mà nó có thể bằng bằng nhôm hay bằng inox á, thì để cho nó giữ cái độ nóng, nó thoát cái độ nóng, thì mình chế nước nóng vô bên trong đó. Cái cha nãy còn mùi hơn, cái cha này nó quá. Chơi gì đâu, chơi gì Cái mình sẽ giữ cho cái khăn bên ngoài như vậy, tại vì đối với trẻ em á, thì nó mình sẽ để cái khăn nóng bên cái khăn bên ngoài cái ca, để cho nó ra cái hơi nóng để giữ trong cái khăn nha, cho nó nóng lên khoảng 30 độ nha. Ở đó hơn 30 độ. Còn đối với người lớn thì mình sẽ trụng thẳng vô trong cái nước nóng như vậy, và mình lấy khăn ra mình dắt sơ rồi mình đắp lên cho nó nhanh. Thì còn trẻ em thì làm như vậy không được, tại vì cái trẻ em thì nó không có phân biệt được cái độ nóng cỡ nào là vừa, cho nên mình phải canh, tại vì nếu như làm nóng quá nó sẽ phỏng da mấy bé nha. Nóng là con nói nha, được không? Là mình đắp lên như vậy một ngày 3 lần, sáng trưa chiều, thì mỗi lần khoảng 15 đến 20 phút thôi. Đối với trẻ em thì mình đắp lên khoảng 15 đến 20 phút thôi, cứ ngày 3 lần. Thì sau 3 ngày thì cái vết bỏng này nó tự khô lại và nó hết nha. Còn người lớn thì cũng vậy, nhưng mà người lớn thì mình sẽ nhúng trực tiếp cái khăn nóng vô trong cái chai nước nóng, nó khoảng 40 bốn mấy độ, rồi mình lấy ra mình dắt nước, dắt sơ thôi, rồi mình đắp lên cái chỗ vết bỏng mà do con bọ xích nó đái, thì nó cũng hiệu quả nhanh. Thì khi mình để lên như vậy hết nóng thì mình bắt đầu mình lại đưa qua chỗ nước nóng mình giữ lại tiếp nha, để cho nó nóng lên. Khi nào người lớn á, thì mình sẽ nhúng trực tiếp cái khăn vô, còn trẻ em thì chỉ để bên ngoài thôi,
tại da của trẻ em thì nó nhạy cảm hơn. Cứ làm đi làm lại như vậy ngày 3 lần thì sau 3 ngày là cái vết là do cái con bò xích nó đái lên là nó sẽ khô thôi. Thì đối với cái con bò xích nó đái lên như vậy thì người ta còn nói là con vi khuẩn ăn thịt á, thì nó chỉ sống ở nhiệt độ 10-17 độ thôi. Và cái nhiệt độ khi mình đắp cái khăn nóng lên thì nó sẽ tăng cao lên là nó tự diệt cái con vi khuẩn này thôi nha. Nhớ là mình không có bôi cái kem, mấy cái kem mát lạnh thì nó sẽ làm cho con vi khuẩn này nó phát triển nhanh hơn. Cái này nước nóng tại cái bình nó cũ thôi, tại bình mình xài lâu quá nên nó cũ. Thì khi mà bị con bò xích nó đái giống như ở bên ngoài vòng vòng ở bên ngoài ấy, thì chỗ trống ngoài thì mình sẽ sử dụng cái khăn nóng để mình đắp lên nha. Còn nếu như những như chỗ mà dùng kính hay chỗ mà nó nhạy cảm quá thì nên đi đến cái bệnh viện nha. Tại vì cái này chỉ áp dụng cho cái phần cơ thể bên ngoài thôi ha. Thì cái cách trị này thì ở nhà thì nói chung là ở gia đình thì tự làm được hết. Chỉ cần một cái ca đựng nước nóng và cái khăn để mình cái khăn nhớ là mình phải nhúng vô trong nước để cho nó ẩm nó mới giữ cái độ nóng lâu nha. Đây là cái cách trị cái con bọ xích nó đái nha. Thì cách này nó khá là đơn giản. Thì qua cái cách sử dụng này thì các bạn cũng có thể là áp dụng tại ở nhà mình. Nếu như mình chẳng may bị con bọ xích nó đái lên thì nó bị bỏng da thì mình có thể áp dụng cách này. Hoặc là mình ngừa nó là trước khi nó vừa đái lên, vừa nghe bỏng rát da thì mình rửa bằng nước lạnh. Thì nó sẽ không có lan ra thành vết bỏng như vậy, thì nó sẽ hết, mình khỏi cần phải đắp. Và khi không may mà mình không để ý thì bị nó bỏng lên rồi thì mình sẽ dùng cái khăn để mình ủ nóng và mình đắp lên như vậy. Thì nóng là độ nóng là khoảng 30 hơn 30 độ là đắp lên ngày 3 lần là được. Nóng rồi. Và khi cái khăn nó mình làm hồi nó sẽ khô và mình sẽ nhúng nó vào trong cái nước để cho nó mềm. Nhúng vào cái nước để cho nó ẩm và nó giữ cái độ nóng lâu hơn nha. Còn nếu như người lớn thì mình sẽ nhúng thẳng vô trong này luôn ha. Người lớn là mình nhúng thẳng vô. Còn nếu trẻ em thì nó sẽ nóng lắm không được, mình chỉ để bên ngoài. Để ngoài như vậy để cho nó giữ ra là vừa. Biết chạy
rồi đó, còn người lớn là nhúng nhiều hơn đó. Nghe nóng hơn không? Thì mỗi ngày là mình đắp 3 lần, chứ mỗi lần khoảng 15-20 phút là cũng được rồi nha. Thì sau 3 ngày thì cái vết bỏng do bồ xích nó đái nó sẽ bị khô và nó lành lại nha. Im thôi để nó rớt cái răng ra nè. Trời tối cái nước biển nó có về nè.